Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Huế rất là vui mừng được đón chị Thu Minh là chủ spa Thu Minh ở tại phố Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hôm nay chị Thu Minh thì đã lấy sản phẩm và trải nghiệm rất là nhiều những sản phẩm ở bên December ở bên Huế, và ngày hôm nay thì chị thấy rằng là cái sản phẩm rất là hiệu quả đối với khách hàng tại spa của chị. Và hôm nay thì chị đã dành ra một buổi là nửa buổi để trực tiếp đến văn phòng gặp gỡ cũng như là giao lưu trao đổi với bên công ty để có thể hiểu rõ thêm về những cái quy trình trị liệu thêm cho khách hàng chuyên sâu hơn tại spa của mình. Và hôm nay thì chị rất là mong muốn có thể chia sẻ những cái thông tin tại spa của chị để cho các quý khách hàng có thể nắm được, cũng như là những cái quý khách hàng ở tại khu vực Long Biên có thể qua trực tiếp trải nghiệm những cái sản phẩm tại spa của chị Thu Minh ở phố Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội nhé. Chị có thể giới thiệu qua về mình và những cái spa của mình thì chuyên làm những cái dịch vụ gì ấy, để cho khách hàng có thể qua trải nghiệm trực tiếp tại spa của mình được tốt nhất ạ. Xin chào quý khách hàng. Mình tên là Minh, spa Thu Minh, ở ngõ 134 phố Sài Đồng, là ở mét 95-94 Vũ Xuân Thiều, bên Hà Nội. Thế hôm nay mình có đến đây để trải nghiệm thêm, và mình đã sử dụng hàng ở bên bên công ty Nesper đây, thì mình cảm thấy là hàng sản phẩm bên đây rất tốt. Thế hôm nay mình muốn qua mình trải nghiệm thêm về dòng sản phẩm mới tiếp theo, thì mong mọi người thì mọi người có thể là qua trực tiếp, là những khách hàng ở khu vực Long Biên ấy, thì các chị có thể qua trực tiếp spa Thu Minh ở tại Vũ Xuân Thiều. Và chút nữa thì em sẽ ghi trực tiếp cái địa chỉ cụ thể của chị Minh cũng như là số điện thoại của chị Minh để cho các chị có thể là trực tiếp qua đó và sẽ trải nghiệm cái sản phẩm của công ty December ở tại spa của chị Thu Minh nhé các chị nhé. Rất là cảm ơn chị Thu Minh ngày hôm nay đã bớt thời gian ra đây, mặc dù spa của chị thì rất là đông khách, thế nhưng mà bởi vì là do là chị rất là háo hức được trải nghiệm những cái dòng sản phẩm mới của công ty, bởi vì hiện tại thì công ty đã có chiến lược cho các spa và thẩm mỹ viện là cứ 6 tháng thì sẽ đưa ra những cái sản phẩm mới cho các spa và các thẩm mỹ viện để làm gọi là tối ưu hóa những cái liệu trình cho khách hàng, cũng như là để cho các sản phẩm của công ty được đưa ra ngoài thị trường một cách gọi là hot trend nhất, trở thành những cái sản phẩm mới nhất ở trên thị trường về dòng spa và thẩm mỹ. Và ngày hôm nay thì ngay bây giờ thì chuyên viên của bên em Huế, bạn Linh bên đào tạo, thì bạn sẽ trực tiếp bạn sẽ test cái sản phẩm mới trên gương mặt của chị Thơm, đúng không ạ? À, chị Minh, đúng không ạ? Đó, để giúp cho các chị có thể tìm hiểu sâu thêm về cái dòng sản phẩm này của bên em nhé. Nào, chúng ta bắt đầu qua cái phòng test để chúng ta có thể trải nghiệm cái sản phẩm này thôi chị ạ. Đây, và bây giờ thì Huế sẽ trực tiếp là sẽ cho chị Minh, chủ spa Thu Minh ở tại Long Biên, trực tiếp là sẽ trải nghiệm cái bộ vàng lá 24K ở bên Huế. Và đây, bây giờ kỹ thuật viên bạn sẽ bắt đầu cái khâu đầu tiên, đó là cái khâu làm sạch da để chuẩn bị cho cái dòng, để chuẩn bị làm cái dòng sản phẩm 24K này cho chị Thu Minh. Cái bộ sản phẩm này thì hiện nay ở các spa và các thẩm mỹ viện đang sử dụng rất là nhiều cho các khách hàng trong cái liệu trình mà trẻ hóa, xóa nhăn, nâng cơ, và đặc biệt là trong cái bộ vàng này thì nó có cái thành phần thải độc tố rất là mạnh. Đối với những chị nào mà da lì, tức là da sử dụng rất nhiều phương pháp hoặc là sử dụng rất nhiều dòng kem dưỡng trên thị trường nhưng mà không có cải thiện được, hoặc là những cái da mà đã trị liệu laser hoặc là bắn những cái da mà làm tổn thương sâu á, thì các chị có thể phục hồi bằng cái bộ vàng lá 24K này, nó rất là hiệu quả nhé các chị nhé. Đó, thì bây giờ là tiếp là các chị sẽ xem quy trình đầy đủ khi mà bên Huế thì các bạn chuyên viên và sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này và nhìn thấy cái sự thay đổi của chị Thu Minh sau khi mà sử dụng cái bộ vàng lá này như thế nào. Em cho zoom cận mặt chị đi, để chút nữa khi mà nhìn thấy mọi người nhìn rõ sự thay đổi da chị. Cái làm cái này thì nó rất là sáng, da của các chị sẽ rất là sáng, rất là trắng, và nó có độ căng bóng và rất là mịn nha các chị nhé. Bởi vì là khi mà các lá vàng được đưa vào trong da thì một phần nó sẽ được đẩy xuống dưới da để chuyển hóa những cái ion âm ở dưới da, loại trừ toàn bộ các gốc tự do gây ra quá trình da bị nám sạm, da bị lão hóa. Một phần nữa nó sẽ đẩy toàn bộ những cái độc tố và những cái dư lượng mỹ phẩm cũ của các chị trước đây đã từng sử dụng đẩy ra ngoài,
và lúc đó thì da của các chị sạch, thì khi mà các chị dưỡng các sản phẩm khác vào nó sẽ được hấp thu một cách tuyệt đối. Và nếu như mà các chị sử dụng cái bộ vàng lá này thì nó sẽ gồm có 10 ống PCA. Đây là những cái sản phẩm mà nó giúp chuyển hóa những cái ion ở những cái lá vàng và rất là hiệu quả. Đặc biệt là những cái lá vàng này thì nó gồm có 30 lá vàng. Chúng ta sẽ sử dụng 3 lá cho một lần nhé. Một liệu trình của nó là 30 lá vàng và chúng ta sẽ sử dụng là 3 lá cho một lần. Nó sẽ có cái kem massage của cái vàng lá này để giúp cho da chúng ta nó có cái độ ẩm tốt nhất. Đó. Thì ở đây nó sẽ có thêm 10 cái mặt nạ vàng nữa. 10 cái gói mặt nạ vàng như thế này nữa để các chị có thể sử dụng làm trắng da rất là hiệu quả. Bây giờ thì chị Thu Minh sẽ trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm này. Ở tại spa của chị Thu Minh thì hiện nay cũng đã làm rất là nhiều liệu trình rồi, như liệu trình OCZ, liệu trình Vi Kim, liệu trình V-Line, rồi là rất là nhiều liệu trình. Và cái hiệu quả thì đã được chứng minh lâm sàng ở trên thực tế khách hàng khi mà chị cho khách hàng sử dụng sản phẩm. Và ngày hôm nay thì chị muốn trực nghiệm trực tiếp là sẽ bản thân chị sẽ trải nghiệm thêm cái sản phẩm vàng lá để đưa về spa của mình trong cái liệu trình mà trẻ hóa và giúp cho da của khách hàng được hoàn thiện hơn. Đó. Da của chị đúng là chủ spa nên là da của chị đã rất là đẹp rồi. Nhưng mà sau khi mà chị sử dụng cái bộ vàng lá này thì chắc chắn là cái hiệu quả trên da của chị sẽ rất là ngạc nhiên. Đó. Thì bản thân em này, em cũng đã sử dụng rất nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà cái bộ vàng lá này là một cái bộ sản phẩm có thể nói là gối tay đầu giường của em ấy. Em luôn luôn là 10 ngày là em sẽ phải sử dụng một lần cái vàng lá này. Đó, thế nên là mỗi một lần livestream thì các chị thấy là cái sự thay đổi trên gương mặt của em hoặc là da của em nó sẽ rất là khác. Và cái liệu trình vàng này thì một liệu trình của nó sẽ là 10 buổi và 10 ngày thì chúng ta sẽ làm một lần. Đó. Còn chúng ta sẽ theo dõi kỹ thuật viên của bên em Huế là bạn sẽ làm sản phẩm này cho chị Thu Minh nhé. Da của mình thì thường thường làm những dịch vụ gì là chính hả chị? Chị á, cũng là về da. Về da, chăm sóc da. Mấy trị liệu chính về da gì? Về nắng, mụn, bụng. Nắng mụn nhan á. Vâng. Tức là spa của chị Thu Minh ở tại Long Biên, phố Vũ Xuân Thiều thì sẽ chủ yếu là sẽ điều trị những cái liệu trình mà da bị nám, da bị mụn, tàn nhang, da mà bị lão hóa, lỗ chân lông to và chăm sóc da cơ bản. Ở ngoài thì chị rất là nhẹ nhàng, rất là hiền, nên là Huế tin chắc rằng là dịch vụ spa của chị thì sẽ rất là tốt. Nên là nếu như khách hàng, các chị nào ở khu vực quận Long Biên hoặc là gần khu vực phố Sài Đồng, phố Vũ Xuân Thiều, khu vực phố Châu Quỳ, rồi những cái khu quanh quanh ở đường Việt Hưng thì có thể trực tiếp qua khu spa của chị để trải nghiệm sản phẩm. Và Huế có một cái bật mí, nếu như mà các chị qua trải nghiệm sản phẩm thì các chị chỉ cần nói là các chị xem theo dõi ở trên livestream này và được bên Huế giới thiệu thì chắc chắn là sẽ được hỗ trợ giảm giá rất là tốt. Hiện nay thì liệu trình chăm sóc da cơ bản thì nó sẽ gồm có là cái đầu tiên là chị Thu Minh bên Huế sẽ tẩy trang cho chị Thu Minh bằng cái sản phẩm tẩy trang dịu nhẹ như thế này. Đó, cái nước tẩy trang dịu nhẹ, mặc dù là chị Thu Minh không có trang điểm nhưng mà sử dụng kem chống nắng và sử dụng kem dưỡng thì chúng ta vẫn thể tẩy trang trước để cho da thực sự là sạch sẽ. Tiếp theo, sau khi làm sạch mặt xong rồi thì chúng ta sẽ dùng cái gel vàng này nhé, gel vàng 24K. Gel vàng 24K này để chúng ta massage để giúp cho da chúng ta nó sẽ hấp thụ được cái lá vàng, lượng lá vàng là nhiều nhất ở trên này. Cái kỹ thuật massage thì mọi người có thể, các chị spa có thể để ý kỹ về cái kỹ thuật massage để tăng sinh collagen ở dưới da một cách tốt nhất. Chúng ta sẽ nhìn kỹ để chúng ta có thể làm được ở tại nhà spa của chúng ta một cách thuận lợi nhất. Đối với những cái bạn spa mà chúng ta đang ở xa, chưa có điều kiện để qua văn phòng để trực tiếp là được cầm tay chỉ việc hoặc cầm tay đào tạo như thế này, thì các bạn có thể là xem qua cái livestream này, xem qua cái video này để các bạn hình dung ra được, và bên Huế sẽ hỗ trợ thêm về cái phần chuyển giao công nghệ qua online cho các bạn. Nhìn ở ngoài
mà không nói tuổi là không biết chị bao nhiêu tuổi. Đoán sai, nhất là 57 tuổi. Trẻ mong sao là không bị này trẻ năng quá. Làm cái bàn lá này trẻ lắm chị. Trẻ xa đây. Chưa làm cũng nghe là phải nghe mà. Em là duy trì thường xuyên cái bàn lá này. Mấy lộ trình đẹp, cứ 10 ngày làm. Tại vì sao mình được đi chị em mình là độc tố này, xong rồi mình sử dụng mỹ phẩm nhiều này. Đấy, rồi nói chung là cần phải thải độc da thì nó sáng hơn được. Massage cái da này chị thấy cảm giác nó mềm. Mềm. Thế là massage cái da này thì da nó mềm, nó ẩm, nó không bị khô. Mềm. Cái mục đích là mình sẽ làm lưu thông toàn bộ hệ bạch huyết ở dưới da của khách hàng khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình massage này. Và cái gel này thì nó sẽ kích thích, nó làm cho những cái ion ở dưới da của chúng ta nó bắt đầu nó được kích hoạt, sau đó thì mình đưa lá vàng vào để nó đẩy cái ion âm ra rất là hiệu quả. Nay thì chị Thu Minh đến rất là bất ngờ, tại vì là chị đã sử dụng sản phẩm của bên mình một thời gian nhưng mà chị chưa trực tiếp qua văn phòng, chị cũng chưa gặp trực tiếp. Thì hôm nay chị đến rất là bất ngờ, thế nên là bên Huế không có chuẩn bị gì trước và chị trải nghiệm sản phẩm. Thế nhưng mà sau khi ở bên mình thì sẽ có cái slide để đào tạo, và nếu như các chị spa ở xa thì mình sẽ gửi qua cái slide đào tạo về tất cả các sản phẩm của bên Huế để cho các chị có thể xem được tất cả những dòng sản phẩm này qua slide. Để các chị hiểu rõ về cái công dụng cũng như là cách làm cũng như là cơ chế của sản phẩm, mình sẽ tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ massage tầm 10 phút đến khi mà cái da bắt đầu nó có hiện tượng khô và nó thấm toàn bộ vào da. Chúng ta sẽ ngừng lại để bắt đầu cái liệu trình bàn lá với các chị nhé. Sau khi mà chúng ta massage xong da của chị xong thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái PGA ở trong bộ bàn lá, chính là cái hộp này này các chị nhé. Chúng ta sẽ sử dụng đến cái lọ PGA ở trong bộ bàn lá này để chúng ta sẽ bôi trước một lượt trước khi mà đưa cái lá vàng nguyên chất vào trong cái vùng da của khách hàng. Sâu của chúng ta để kích hoạt cũng như là kích thích tái tạo các tế bào da mới, và sau khi một tiết tinh thể vàng nó có thể hoạt động từ bên dưới da và thì nó sẽ có rất là nhiều tác dụng. Thì tí nữa để tác dụng của lá vàng em sẽ nói kỹ hơn. Và sau khi mình đã cho cái gamma PGA lên, mình xoa đều lên trên toàn bộ da mặt của khách rồi, chúng ta sẽ sử dụng vàng lá. Em giới thiệu một chút, ở đây là vàng lá nguyên chất. Vàng là nguyên chất 99% các chị nha. Và cái lá vàng này thì nó có rất là nhiều công dụng. Nhưng mà để mà nói thì vàng là 100% vàng thật. Lý do thì các chị có thể đi ra ngoài tiệm để thử. Hoặc là bản chất thì khách hàng bên em có những chị ăn cái lá vàng này rất là nhiều. Bản chất ăn lá vàng này rất là tốt để nó lưu thông tuần hoàn máu. Thế nên việc mà đưa lên trên da nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Đầu tiên em sẽ sử dụng một lá vàng áp lên một nửa bên má. Mỗi một lần thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 3 lá vàng cho một mặt nhé các chị nhé. Khi mà áp lên, khách hàng sẽ cảm thấy có hiện tượng hơi ấm và nóng. Thì không biết là chị có thấy hiện tượng đấy không? Có đúng không? Cái hiện tượng ẩm nóng này nó sẽ khiến cho giúp cho da của chúng ta kích thích lưu thông tuần hoàn máu. Nó khi mà tuần hoàn máu được lưu thông tốt thì nó sẽ tăng cái khả năng trao đổi dưỡng chất qua da một cách hiệu quả hơn nha các chị nha. Áp lá vàng này mình phải cẩn thận bởi vì nó là vàng nano ạ. Cái lá vàng của nó siêu mỏng các chị.
nếu mình áp không cẩn thận nó sẽ làm vỡ hết các lá vàng đi. Chúng ta sẽ tránh cái quạt nhé, chúng ta sẽ tránh quạt và gió điều hòa để giúp cho cái lá vàng nó cố định ở trên mặt. Sau đó thì một lá còn lại ạ, ở đây mình sẽ chia ra làm 3 phần ạ. Đây là một phần, ở đây là một nửa lá rồi nha các chị. Em sẽ áp trực tiếp một nửa lá lên trên vùng trán của chị khách hàng ạ. Trước như là chị làm 3 lá rưỡi sao ấy. Thế à? Bây giờ nó dư một nửa lá. Không cần thiết là làm nó vừa đủ thì nó sẽ hấp thụ hết. Còn nếu mình làm thừa quá thì nó sẽ hơi dư, nó phí. Rồi ạ, một nửa lá các chị áp lên vùng trán thì em gọi là 1/2 lá đó. Còn 1/4 lá còn lại, nghĩa là một nửa lá còn lại các chị chia đôi ra cho em nha. Mình sẽ cắt đôi lại, một nửa lá còn lại thì chia ra làm 2 phần. Nghĩa là 1/4 lá các chị áp ở vùng mũi cho em này. Đầu tiên áp ở vùng cằm trước đi. 1/4 lá áp ở vùng cằm. Và 1/4 lá còn lại em sẽ áp ở vùng mũi ạ. Và sau đó thì sau quá trình mà mình áp lá vàng xong, các chị để nguyên cho em trong vòng 10 phút ạ. Và trong một quá trình này thì em có thể chia sẻ nhiều hơn với các chị về công dụng của lá vàng này ạ. Chia sẻ qua một chút về cái tác dụng của lá vàng để cho các chị có thể hiểu thêm về bộ sản phẩm này ạ. Đầu tiên thì riêng về tác dụng của lá vàng thôi thì nó đã có 3 cái công dụng chính rồi. Đầu tiên đó là khả năng kích hoạt tế bào và lưu thông tuần hoàn máu. Thì tại sao mà lá vàng ở đây có thể kích hoạt được tế bào ạ? Bởi vì như em nói thì khi mà đắp cái lá vàng này lên thì da của khách hàng sẽ có cảm hiện tượng là nó ấm dần lên. Và cái hiện tượng ấm nóng đó chính là nó sẽ giúp khi mà nóng thì nó sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu, đúng không ạ? Và nó sẽ khiến cho các cái tế bào của mình nó đến một cái độ tuổi nhất định thì các tế bào da mình nó sẽ rơi vào trạng thái là ngủ quên hoặc già hóa đi. Thì đến lúc này thì là khoảng thời gian nó sẽ nóng ấm như thế này, nó sẽ kích thích các tế bào nó đang ngủ quên, nó sẽ tỉnh dậy, nó sẽ hoạt động nhiều hơn để nó kích hoạt lại các cái tế bào đang ngủ yên ở bên dưới để nó sản sinh ra nhiều hơn những cái tế bào da mới. Và những cái tế bào da mới khi mà nó được phát triển lên, nó sẽ khiến cho da của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, hoạt động tốt hơn và hấp thụ dinh dưỡng một cách hiệu quả hơn, đúng không ạ? Đó là cái tác dụng đầu tiên của lá vàng em chia sẻ với các chị. Cái tác dụng thứ hai của nó ở đây đó là khả năng đào thải độc tố chuyên sâu. Đào thải độc tố thì nó sẽ có nhiều cách để đào thải độc tố đó các chị. Tuy nhiên thì cái đào thải độc tố chuyên sâu nó sẽ có khác biệt. Ví dụ như là độc tố thì nó sẽ có các ba nhóm độc tố. Độc tố do cái cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta ăn uống nó đào thải qua đường lỗ chân lông. Nhóm độc tố thứ hai là nhóm độc tố do chúng ta sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, da chúng ta sẽ bị nhiễm những độc tố đó. Và nhóm độc tố thứ ba đó là độc tố do các tác động từ môi trường, những độc tố do độc tố kim loại nặng, do các không khí mà bụi mịn bây giờ nó rất là nhiều, nó cũng sẽ khiến cho da chúng ta bị nhiễm. Thì đa phần thì các sản phẩm nó chỉ đào thải được 1-2 loại độc tố, nhưng đối với vàng nó có thể đào thải tất cả 3 cái loại độc tố đó. Đó là cái mà khiến cho vàng nó trở nên đặc biệt hơn so với những cái sản phẩm đào thải độc tố khác ạ. Và lý do nó đào thải được độc tố là gì ạ? Ở trong cái lá vàng này nó có chứa rất là nhiều ion âm. Thì cái ion âm này là nó là những dạng phân tử, những cái phân tử mà nó mang điện tích. Thì các chị có thể ngày xưa học lý hóa các chị thấy rằng là nó sẽ có điện tích âm và điện tích dương, đúng không ạ? Và nếu như là cùng dấu thì nó sẽ đẩy nhau và ngược dấu hút nhau. Thì thông thường những cái độc tố thì nó sẽ mang những cái điện tích dương, còn lá vàng của chúng ta sẽ chứa nhiều những cái ion âm ạ. Và các cái ion âm khi mà nằm ở trên bề mặt da khách hàng như thế này, đúng không ạ? Hoặc khi chúng ta hòa tan massage nó ra thì nó sẽ hút ngược những cái độc tố ở bên dưới da của chúng ta lên. Và khi độc tố của chúng ta được hút lên thì bởi vì khi mà độc tố ở dưới da nó sẽ khiến sức đề kháng da của chúng ta kém, vậy nó hút được độc tố lên rồi thì sao ạ? Da của chúng ta khỏe hơn, sức đề kháng tốt hơn thì dưỡng chất nó cũng sẽ hấp thụ tốt hơn và đặc biệt là da của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn, đúng không ạ? Và độc tố này nó sẽ được hút lên hết thì da của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh hơn ạ. Đó là cái tác dụng đào thải độc tố từ lá vàng một cách hiệu quả. Và tác dụng tiếp theo đó là khả năng chống oxy hóa hiệu quả tuyệt vời từ vàng. Các chị có thể nghe thấy oxy hóa nhiều rồi, nhưng cái khả năng oxy hóa trên da là gì ạ? Da chúng ta các chị sẽ thấy có những khoảng thời gian nó sẽ bị tiết nhiều dầu,
khiến cho da đó là dầu đó thì nó có chứa cái trên cái dầu, lớp màng dầu của chúng ta nó sẽ có chứa axit. Nếu như khi mà dầu tiết nhiều thì cái hàm lượng axit ở trên da của chúng ta nhiều thì sẽ khiến cho da của chúng ta sẽ bị sạm lại. Đó là tính axit ở trên da. Vậy thì ở lá vàng này nó sẽ giúp cho da của chúng ta kháng lại quá trình oxy hóa, làm giảm cái lượng axit ở trên da, sẽ khiến cho da của chúng ta nó sẽ sáng và không bị oxy hóa. Còn bình thường các chị sẽ thấy là hiện tượng oxy hóa mà các chị để lâu nó sẽ khiến cho da chị ngày càng trở nên sạm màu và xỉn màu. Đó là ba cái tác dụng tuyệt vời mà lá vàng của Dexamru mang lại. Thì các chị có thể tham khảo thêm ở trên mạng thì người ta cũng sẽ có chia sẻ một ít thôi. Nhưng nghĩa là như vậy thì cái tác dụng của bộ vàng này rất là tuyệt vời. Ngoài ba cái tác dụng chính thì bộ vàng nó có các cái sản phẩm đi kèm. Ví dụ như là Gamma PGA hay là kem hoạt hóa, cái kem dưỡng ấy, nó có khả năng chống lão hóa cũng như là có những thành phần tinh chất tái sinh để khiến cho da chúng ta chống lão hóa tốt hơn. Ví dụ như là lọ Gamma PGA ở đây là một trong những cái thành phần rất là hiếm có khả năng giúp hấp thụ cũng như là giúp cấp nước cao gấp 10 cho đến 20 lần so với HA thông thường. Thì nó sẽ khiến cho da chúng ta luôn luôn có độ mềm, độ ẩm và độ mướt ở trên da. Hoặc là lọ kem tái tạo này, nó sẽ giúp đẩy dưỡng chất vào sâu nhất đến tận các cái tế bào rất là sâu bên dưới da, giúp nuôi dưỡng, tái tạo và làm khỏe da một cách hiệu quả. Với những cái độ tuổi tầm từ 25 trở lên, sử dụng bộ vàng nó sẽ giúp chống lại quá trình lão hóa. Còn đối với những cái độ tuổi từ 35 đã xuất hiện nhiều những dấu hiệu lão hóa thì nó sẽ khiến cho những cái quá trình lão hóa đấy đầu tiên là diễn ra chậm lại. Cái thứ hai, nó sẽ giúp cho những cái nếp nhăn, giúp cho cơ da của chúng ta trở nên săn chắc hơn và đàn hồi hơn. Đó chính là lý do mà tại sao bộ vàng luôn luôn hot và được ưa chuộng từ đến bây giờ. Thì sau khi mà chị khách hàng của chúng ta đã đắp được lá vàng 10 phút rồi đúng không ạ? Thì các chị thấy là lá vàng của chúng ta đang nằm như thế này, nguyên một mảng như thế này thì hoàn toàn chưa thể hấp thụ lên trên da được. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng kem hoạt hóa để chúng ta làm tan cái lá vàng, đưa về cái tinh thể nano siêu nhỏ để nó có thể đẩy sâu và hấp thụ sâu xuống dưới da của khách hàng được. Em sẽ lấy một cái lượng kem vừa đủ, sau đó em sẽ hòa tan. Chúng ta sẽ quyệt lên trên da khách hàng. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái động tác chủ yếu để làm tan lá vàng thôi ạ. Khi mà em bôi cái gel đấy lên thì khi massage thế này nó đang nhiều lá vàng thì mình massage nó sẽ hơi zip, đúng chị, cảm giác nó không được trơn bởi vì cái tinh thể vàng nó đang chủ yếu tập trung ở trên da. Và hiện tại chúng ta đang ở bước là làm tan các cái lá vàng ra, tinh thể vàng ra thành các cái phân tử nhỏ, để khi mà nó trở thành phân tử nhỏ rồi thì dần dần nó mới đẩy sâu xuống dưới da để nó hấp thụ xuống bên dưới da được ạ. Nhưng khi mà lá vàng mà dần được hấp thụ dần rồi thì bắt đầu các bước massage nó sẽ dần trơn dần đi ạ.
Bởi vì dần dần lá vàng đẩy xuống sâu thì ở bên trên chúng ta chỉ còn lớp kem thôi ạ. Cô ơi, Phúc xem điện thoại. Cảm giác nó dầu hơn trên da rồi. Đó chính là lúc mà lá vàng của mình, lá vàng này là cái tinh thể vàng nó đã tan ra và nó hấp thụ, nó đẩy xuống hết dưới lỗ chân lông của mình. Em có massage chị cũng cảm thấy nó ấm ấm lắm, nóng là chị nhỉ. Mùa đông massage này thích lắm luôn. Thông qua chị xem được cái vàng nó hấp thụ hết rồi này. Có quay để xem. Có quay lại. Vàng nó nãy nhiều như thế mà bây giờ nó hấp thụ gần hết rồi. Nó chỉ để lại một cái lượng dư thừa nhỏ bên trên nữa thôi. Khi mà chúng ta massage một lúc như thế này xong, massage lá vàng không quá 10 phút ạ. Và chúng ta sẽ xem là tình trạng độc tố như thế nào. Đối với làn da mà chứa nhiều độc tố thì thông thường các cái lá vàng nó sẽ chuyển dần sang màu đen nhé. Còn đối với các khách hàng mà độc tố vừa phải thôi ạ thì nó sẽ chuyển sang màu ngà ngà nâu. Nó tùy tình trạng độc tố ở trên da khách hàng thì nó sẽ biểu hiện cái vàng sau khi làm xong lau đi ạ. Còn có những đối tượng khách hàng em đã từng gặp thì hoàn toàn khi làm xong da khách hàng giữ nguyên màu vàng, nghĩa là da khách hàng hoàn toàn không có độc tố. Nhưng trường hợp đấy rất là ít, phải công nhận là khách hàng đó chăm sóc da rất kỹ, rất là hiếm ạ. Chị ý phải thường xuyên đào thải độc tố thì mới có thể có cái tình trạng da như vậy được. Và bây giờ thì gần như là lá vàng ở trên da của chị khách hàng của chúng ta thì đã hoàn toàn hấp thụ đến 80-90% lá vàng rồi. Còn lại 10-20% lượng dư thừa lá vàng ở trên da thôi ạ. Lượng cái tinh thể vàng dư thừa trên da còn rất ít ạ. Chị có thể cắt của chị chủ spa của chúng ta gần như đã hấp thụ hết cái tinh thể vàng ở trên da rồi. Chỉ còn lại tầm từ 10% cái tinh thể vàng nằm dư thừa ở trên da. Thì chị Huế có thể, bạn có thể quay cận cho khách hàng của chúng ta nhìn thấy là lúc nãy các cái tinh thể vàng nằm rất dày đặc ở trên da như vậy, nhưng bây giờ gần như là không còn thấy nữa. Chị thấy những cái lượng dư thừa rất là nhỏ ở trên da của chị chủ spa của chúng ta thôi ạ. Các chị thấy không ạ? Bởi vì tinh thể vàng nó đã được đẩy sâu, rất sâu xuống dưới ở tận các cái tế bào da đó. Và chúng ta chỉ massage tầm khi mà chúng ta không còn nhìn thấy cái lượng nhiều lá vàng trên da, thì các chị sử dụng cho em một miếng bông tẩy trang dày hoặc là khăn lau màu trắng ạ, thấm ướt vào bát, thấm ướt cho em và sau đấy thì bát khô nó đi ạ. Và chúng ta sẽ dùng nó để xem là cái mức độ thể hiện độc tố ở trên da khách hàng chúng ta như thế nào. Bát khô em nước bát khô đấy. Em ăn được vàng như là nó sẵn rồi. Vàng nó sẵn có độc tố ở trên tay. Đây có độc tố ở trên tay như này. Rồi ạ. Bây giờ đang miếng bông đang trắng đúng không ạ? Bây giờ em sẽ lau cho các chị xem tình trạng độc tố của khách hàng của chị chủ spa. Đầu tiên là sau khi lau đi thì các chị sẽ thấy là da khách hàng mềm hơn này. Thứ hai là có hiện tượng ửng hồng nhỏ, hồng nhẹ nhàng, hồng rất xinh ạ. Hồng hào chứ không kiểu là bị đỏ như giống như cái hiện tượng kích ứng đó ạ. Đầu tiên chỉ mới lau một nửa bên thôi, các chị nhìn cho em này.
Ở đây khách hàng của chúng ta là màu vàng nó đã chuyển ngả sang màu nâu đúng không ạ? Có những đối tượng khách hàng thì ở màu đen luôn ý, nhưng đây là màu ngà nâu, nghĩa là độc tố, có độc tố, có độc tố ạ, nhưng mà không quá nhiều đâu ạ. Chị đây là chị chủ spa nên chị chăm sóc da khá là tốt đúng không ạ? Nên là chị các chị thấy rằng là cái lượng độc tố trên da không nhiều. Tuy nhiên là cũng không thể tránh khỏi là không có độc tố được, bởi vì chúng ta lưu thông trên đường hàng ngày thường xuyên, chúng ta sẽ nhiễm phải những cái độc tố chì, độc tố kim loại nặng. Chị nhìn cái bông, cho chị nhìn cái bông. Vâng. Nhìn bông em, màu vàng bây giờ nó chuyển sang màu như này đấy. Nghĩa là cái độc tố ở bên dưới da của mình đấy chị. Nhưng mà của chị không phải quá nhiều độc tố đâu, nó cũng ít thôi, bởi vì là chị cũng chăm sóc thường xuyên ấy. Đấy ạ, các chị nhìn rõ cho em nha. Và chúng ta sẽ lau sạch xong rồi da sáng hơn nhỉ? Sáng và nó hồng hào ấy chị ạ. Hồng đẹp ý. Bây giờ da mà tầm da này tối về dưỡng, nó hấp thụ dưỡng chất rất là tốt luôn ý. Bình thường chúng ta mà da của chúng ta mà nhiều sừng quá, hoặc là da chúng ta lưu thông tuần hoàn máu, quá trình trao đổi dưỡng chất kém, thì bình thường các chị bôi kem lên ý, nó chỉ hấp thụ được 10-20% thôi. Còn với việc mà các chị làm cho lỗ chân lông thông thoáng, độc tố được đào thải rồi, da khỏe thì nó sẽ hấp thụ tối đa tầm từ 80-90% cái việc mà chúng ta đưa dưỡng chất từ bên ngoài vào. Chị cầm gương chị soi luôn. Chị thấy thế nào chị? Thấy sáng lắm à? Sờ lên da là con cảm giác mượt đó. Rất là mềm, mềm hơn hẳn lúc đầu luôn. Spa có khác làm mà khách. Sau khi mà chúng ta đã lau sạch cái lá vàng và xem được cái tình trạng độc tố ở trên da khách hàng rồi, thì các chị lau sạch da giúp em nha. Lau sạch xong đó thì sau chúng ta lại tiếp tục sử dụng nước hoa hồng để cân bằng lại cái độ ẩm ở trên bề mặt da cho khách hàng, và bôi cho em một lượng Gamma PGA lên ạ. Với tùy từng khách hàng hoặc tình trạng da, hoặc là tùy nhu cầu thì chúng ta sẽ bôi nhiều hay bôi ít cho khách hàng ạ. Còn với em thì khách hàng của chúng ta em sẽ sử dụng điện di ạ. Thì em sẽ bôi nhiều hơn cái lượng tinh chất lên trên da của khách hàng một chút. Và em sẽ sử dụng máy điện di để em sẽ đẩy sâu hơn nữa cái dưỡng chất xuống dưới da. Cái hạt trắng trắng thì... Những cái hạt trắng trắng ở trong PGA ấy ạ, là đó là những cái hạt vitamin. Hạt vitamin này có chứa rất là nhiều vitamin, ví dụ như vitamin B5, vitamin A, vitamin B3 là những cái thành phần ngoài cái việc là nó cấp nước ẩm sâu bên dưới da, thì các cái hạt vitamin này nó còn giúp tái tạo và phục hồi, đồng nghĩa với việc là những cái làn da yếu á, da không được khỏe, da thiếu sức đề kháng, thì chúng ta có thể sử dụng Gamma PGA để giúp phục hồi những cái tái tạo cho da một cách hiệu quả nhất. Và em đang sử dụng bước điện di cho khách hàng ạ. Ở đây em sử dụng điện di nóng ạ. Vàng là một trong những liệu trình nóng, chúng ta sẽ sử dụng điện di nóng. Nó sẽ nâng cao cái khả năng đẩy sâu vàng xuống dưới da để có thể làm cho đẩy cao cái tác dụng của lá vàng lên ạ. Đối với điện di thì chúng ta chỉ điện di tầm từ 2-3 cho đến 5 phút thôi ạ. Sau khi điện di xong ạ, thì chúng ta sẽ chuẩn bị để đắp mặt nạ cho khách hàng. Bóng này. Bước tiếp theo ạ. Ở đây các chị sẽ nhìn thấy đây là bột mặt nạ vàng, nghĩa trong bột sẽ có 10 gói mặt nạ vàng này đấy ạ. Và mỗi khách hàng chúng ta sẽ sử dụng một gói ạ. Thì các chị chuẩn bị thêm dụng cụ là thứ nhất là chổi trộn mặt nạ và một bát nhựa silicon ạ, để mình quấy cho dễ ạ. Các chị cho vào bát giúp em. Đổ hết vào bát cho em ạ. Với mặt nạ này thì các chị pha cho em tỷ lệ 1:1 nếu các chị chưa pha quen ạ.
để cho mặt nạ khi đánh lên nó đủ độ sệt và độ kết dính lại. Có nghĩa là 35g mặt nạ thì sẽ đồng tương đương với 35g nước. Còn em thì em đổ. Nước nguội nhé các chị nhé. Các chị chuẩn bị cho em nước nguội và nước sạch giúp em nhé. Nước mà có thể uống được nhé. Sau đó các chị cho nước vào trong bát và trộn đều lên cho em. Chị qua văn phòng để làm lấy thêm hàng, nhưng mà kem chống nắng thì bên em hết rồi, bên em đang phải chờ, kể cả khách hàng cũng đang phải chờ, vì là do các thẩm mỹ viện mang các thẩm mỹ viện mà trị liệu ấy, chuyên sâu ấy, đợt này các chị lấy sản phẩm kem chống nắng EGS chứa tế bào gốc rất là nhiều, do có chương trình mua một tặng một ấy. Đó, và đặc biệt là tế bào gốc nữa, tế bào gốc thì các chị nên lấy nhiều, bởi vì một năm mới có duy nhất một đợt như thế này để hỗ trợ cho các spa thôi. Và đợt này là do là spa là dính dịch Covid nên là mới được hỗ trợ nhiều như thế này, chứ bình thường thì bên Hàn Quốc không có ưu đãi nhiều như thế này và cũng không hỗ trợ cho chúng ta nhiều như thế này đâu ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Ngày xưa thì vàng ấy thì thường thường là các vua chúa rồi là những cái gia đình quý tộc ấy có điều kiện ấy thì sẽ sử dụng, nhưng mà bây giờ hiện nay thì chúng ta là hầu như chúng ta đều có thể sử dụng được hết, bởi vì tính ra là 6 triệu rưỡi một bộ thì chia ra cho hơn 3 tháng, 100 ngày thì chúng ta cũng, các chị cứ bỏ lợn mỗi ngày vài chục ngàn thôi là các chị cũng có thể sử dụng được cái bộ vàng lá này rồi. Đó, em thấy hơn 50 chị đang xem cái livestream của em rồi. Các chị xem nhé, khoảng 15 phút nữa thì các chị sẽ thấy là sau khi bí mật sau cái lớp mặt nạ này, khi mà bóc cái lớp mặt nạ này ra, các chị sẽ thấy có một cái bí mật cho cái làn da của các chị rất là hiệu quả và rất là tốt. Hôm nay mặt em nhâm nhâm nhỉ? Em hay à, em lại tư vấn cho chị một tí nhỉ? Chị đang phát cho cá nhân. Chị phát cho cá nhân. Tại vì lúc nãy không tìm thấy cái trang kia, không tìm thấy cái trang mình hay về livestream ở đâu. Thôi phát trang cá nhân, gần 60 người xem rồi. Lâu lắm rồi em không lên để nhặt bạn đây. Đó, chị chờ khoảng 15 phút nhé chị. Rất là đẹp. Của chị chủ spa. Chị Vũ gọi ạ. Em nghe đi. Thích lắm. Đắp xong cái này. Đấy, bình thường những cái dòng mặt nạ khác là không bao giờ đắp trực tiếp lên mắt như thế này. Các bạn sẽ phải lấy một lớp gọi là giấy để phủ ở trên mắt. Nhưng mà riêng cái dòng mặt nạ bên Huế thì phủ hoàn toàn qua vùng mắt. Đa số các chị bị thâm mắt, nhăn mắt rồi là khô mắt ấy. Các chị đắp được vùng mắt là tốt nhất. Còn các dòng mặt nạ khác không đắp được vùng mắt thì nhiều khi nó cũng bị hạn chế. Da nám sử dụng cho em EGS như chị Rau Má nhá. Chị để lại số điện thoại đi, chút nữa thì kết thúc livestream thì bên em sẽ gọi điện cho chị ạ. Rồi chị Cát Lan. Hey nhô, chị Cát Lan ơi, hôm nào qua văn phòng của bên em để test sản phẩm nha. Em ở 61 Trần Quang Diệu, chỗ đoạn Hoàng Cầu ấy ạ. Test sản phẩm. Em đang cần rất là nhiều chị lên văn phòng để test sản phẩm. Đợt này thì có nhiều chị lên lắm, có hôm thì 2-3 chị. Có hôm thì có một chị, nhưng mà đại khái là các chị lên rất là nhiều. Có chị Bùi Lĩnh ở đây không ạ? Chị Bùi Lĩnh ở đây mà xem được cái này thì chị cũng có thể lên qua văn phòng để test. Đây, test đơn giản lắm ạ. Như chị Minh Thơm này, chị Thu Minh này, chị test sản phẩm đây, chỉ mất tầm khoảng 1 tiếng thôi. Nhưng mà các chị được chuyên viên trực tiếp chuyển giao từ bên Hàn Quốc ấy. Các bạn thì sẽ làm cho các chị, thì các chị về các chị làm cho khách cũng yên tâm, mà các chị được sử dụng ở nhà cũng yên tâm, bởi vì chúng ta sẽ hiểu hơn về sản phẩm để chúng ta sử dụng một cách đúng nhất. Vẫn còn một ít nha, cái mặt nạ mũi chị. Rồi, ok. Còn sáng hơn cả lúc nãy dùng trang điểm ấy. Sáng hơn cả dùng kem trang điểm luôn ấy.
chơi vì sẹo rỗ mà. Sẹo rỗ ở đây đúng không? Hai bên là sẹo rỗ. Chủ spa cũng khổ lắm các chị. Không phải sướng đâu ạ. Cũng đầy các bệnh lý về da. Xong thì các chị bôi lên thêm một lớp Lama PTA nữa. Để đẩy sâu dưỡng chất, bởi vì lúc này da chúng ta hấp thụ dưỡng chất rất là tốt ạ. Cái này là bán theo bộ, không bán theo lọ chị ạ. Nhưng mà trải nghiệm thì các chị lên đây em có tách set lẻ. Thôi chị xinh rồi, chị xin mua thêm nữa thì xinh quá. Này bán theo bộ, 6 triệu rưỡi một bộ. Đẹp lắm. Trắng hơn đánh phấn nhá các chị nhá. À, chị Thu Thảo ơi, dùng chống nắng EGF xong mà chị thấy da của mình nó hơi bóng thì chị phủ thêm một lớp CC ở bên ngoài được chị nhá. CC nó là cái kem trang điểm mà, nó là cái kem trang điểm, chị có thể dùng thêm được chị Thu Thảo ạ. Nhưng mà mình dùng CC, mình dùng một lớp mỏng thôi, tại vì là cái CC này nó rất là trắng và nó rất là tức là nó lên tông rất là nhanh, nên là mình dùng một lớp mỏng thôi, không là nó sẽ bị ấy lâu. Đây là cái gì nữa? Dùng cái gì nữa? Bôi một lớp mỏng vào lớp cái kem dưỡng ẩm để khóa lại cái dưỡng chất ở bên dưới. Đấy, xong rồi bôi thêm một lớp mỏng nữa để khóa dưỡng chất lại nha các bạn. Bôi kem chống nắng tiếp nữa. Đang bôi kem chống nắng. Đấy. Bản thân em ngại trang điểm là bởi vì là em cứ dùng những cái như thế này, liệu trình như thế này. Xong rồi em dùng kem chống nắng là đẹp. Hạn chế trang điểm cho da nó trẻ lâu các chị ạ. Bôi kem một lớp kem chống nắng ạ. Mùa hè này bôi kem chống nắng rất là quan trọng ạ. Tiêu UV hoạt động nhiều nhất từ 10 giờ sáng 9-10 giờ sáng cho đến 4-3-4 giờ chiều ạ. Nên là một ngày các chị bôi kem chống nắng ít nhất cho em 2 lần. Với những người mà bị nám nhiều thì các chị cố gắng bôi tầm 3 lần ạ. Bởi vì kem chống nắng của chúng ta mà khi chúng ta hoạt động nhiều nó sẽ làm giảm đi cái tác dụng của kem chống nắng. Đúng vậy, dùng chống nắng rất xinh. Dạ em cảm ơn chị Thảo. Dùng chống nắng CC thích lắm. Nhiều chị dùng thích chống nắng CC. Chị nào mà da dầu ấy, dùng chống nắng CC cực kỳ đẹp. Chống nắng luôn. Dùng chống nắng xong như thế này, trắng như thế này, rồi bóng như thế này rồi thì cần gì phải trang điểm đâu các chị ơi. Da nên trong veo. Bôi lớp CC. Đây là bôi EGF này. Tăng bóng luôn. Thế này rất thích luôn ấy. Cho tí để cho chị ngồi dậy xong rồi ấy. Thế là làm sao mát được ấy. Làm xong rồi. Da thật. Chị bôi kem chống nắng EGF này. Đây. Các chị là bóng soi gương được luôn này. Em quay zoom cho các chị xem này, như thế này thì làm sao mà bảo sao. Thế hôm trước em chụp ảnh này em không biết chụp đấy, chứ còn ở ngoài mà biết chụp, bạn nào mà biết chụp ảnh thì sẽ rất là đẹp, bóng khủng khiếp luôn ấy. Căng lắm các chị ạ. Đó, chán này, các chị nhìn này. Nó căng bóng mà nó không có cái ấy đâu ạ. Rồi, ok. Rồi nha các chị, em cho các chị xem thế rồi nha. Bây giờ em phải quay lên phỏng vấn chị chị Minh một chút. Xem là trải nghiệm sản phẩm thì chị thấy thế nào chị? Cảm thấy sản phẩm trên da mềm mại và cảm giác là nó có cái độ căng bóng ấy. Dạ, mình cảm thấy da của mình đẹp hơn khi mà trang điểm. Đẹp hơn trang điểm. Em nhìn da chị giờ đẹp hơn cái lúc mà bắt đầu vào đây. Này phải có 10 ngày làm một lần. 10 ngày làm một lần. Tức là đây là chị chủ spa mà còn chị còn bị thuyết phục như thế này thì chắc chắn là các chị khách hàng thì em khẳng định là các chị sẽ rất là mê mẩn cái liệu trình này đấy các chị ạ. Đó, tại vì bình thường là các chủ spa thì tiếp xúc với rất là nhiều những cái máy móc công nghệ cao, nhưng mà thực sự là để tìm được những cái sản phẩm tốt hoặc là những cái sản phẩm mà giá trị như thế này để làm cho khách hàng thì không phải dễ các chị nhé. Em cũng phải tìm mất mấy năm thì em mới tìm được những cái dòng sản phẩm nó thực sự giá trị như thế này. Các chị nhìn cái da này, không có một tí lỗ chân lông nào luôn, xây cái lỗ chân lông càng rất là bóng. Em do cái máy điện thoại này chứ ở ngoài thì chị trẻ trắng lắm. Chị Minh năm nay sinh năm bao nhiêu nhỉ? 28. Đấy,
sân 78 trẻ lắm. Chia sẻ nhiều nhóm như thế rồi. Ôi, nay chia sẻ làm gì chị, tặng quà à? Rồi ok nha, em sẽ kết thúc cái livestream này ở đây nha. Và chút nữa thì em sẽ vào fanpage để em livestream tư vấn cho các chị nha. Tại đây có nhiều bạn bè em ngại lắm. Rồi bye bye các chị. Quay quay cái video để chị quay tiếp ạ, thì em lau xin mình thử phỏng vấn lại chị làm xong cảm nhận như nào hay là như vừa nãy quay rồi đây. Chị làm xuống. Ui da đẹp lắm ấy. Vâng. Quá đẹp luôn mà. Vẫn da đẹp lắm chị ạ. Thích nhỉ. Ừ. Tự ai mà bị đến sẵn lau mạch da yếu mỏng thì có làm thế này không? Mình mà chạy nhưng mà trước gì đấy mình phải làm về cái ba buổi làm cho em cấp phẩm là các phẩm phục hồi bằng cách đó cái da ma này, cái tinh chất da ma này phải có cái liệu hai một trăm nước và phục hồi thêm bằng da ma để đây làm chị cho em trong vòng 2 tuần, 1 tuần làm thêm 2-3 lần sau đó như thế đấy. Và chị mua cái này anh nói chị dùng phục vụ các cái việc là chị sử dụng bộ vàng này không mà chị còn có thể sử dụng các cái liệu trình phục hồi da khác nữa. Đó là như thế. Mình có thể sử dụng các cái liệu trình phục hồi khác bằng cái mặt mình chạy ra không? Cứ để cái CC này nó trắng, CC này bôi tí là nó trắng. Em dùng em là CC này em nên mà nó lại đẹp nó sáng. Ai cũng không biết đến nhiều lúc vừa mà dùng vô xin một buổi tôi trông ra khác hẳn tiền tư nhưng mà thế là mình không có bao giờ vừa nửa vàng nửa vô xin xem kẽ dùng vàng kết hợp với vô xin rất đẹp như thế này nó đang mời em dùng tay nữa sử dụng vàng đúng rồi trước khi mình làm cái này đúng rồi trước khi mình vàng cho khách mang về để sử dụng mình là điện đi tại trường ta điện đi tại trường ta và bán cho họ chia nhỏ ra cho họ một cái loại nhỏ nhỏ bán để cho họ sử dụng thì chị cứ bán cả loại cho bán sản loại liệu chính đằng nào dùng vàng cũng dùng cái này mà đúng không vàng hoặc chị bán cả loại này cho họ về dùng liệu chính và sau đấy ít nhất là 1 tuần là 2 tuần một vài lần chị cho họ đến điện đi trước đến điện đi tại spa nhé điện đi nó sẽ hấp thụ cao hơn đó, làm sạch rồi đấy thế đó đều biết đang mọi em thì em nhìn không rõ rồi xong rồi đấy chị. Thời gian ở spa được sẽ lâu hơn.